quay trở lại với kênh của Mega Technology. Ở trên tay mình bây giờ là chiếc bàn phím BC75B của nhà Akko. Mình đã review khá nhiều bàn phím của Akko cho nên là chắc các bạn nghe tên cũng không thấy lạ gì. Nói tóm gọn thì đây là một chiếc bàn phím đẹp, bền, ngon. Còn bây giờ thì mình sẽ đi vào phần review chi tiết ha. Intro, let's go! Đầu tiên về giao diện thì mình thấy là ở chiếc bàn phím này có hơi khác so với những chiếc bàn phím cơ Akko mà mình đã từng review trước đây. Các bạn có để ý là layout của phím cơ Akko thường được bố trí khá là đơn giản. Thường thì họ sẽ tập trung vào cái phần keycap theo chủ đề hơn. Còn ở chiếc phím cơ này thì có hơi khác một chút. Có thể thấy là tiêu chí của chiếc bàn phím này là nhỏ gọn tại vì là layout chỉ có 75%. Nhưng mà vẫn đầy đủ các cụm phím chức năng như là phím từ F1 đến F12 hay là cụm phím Dell Home Backup Backdown. Thêm một điểm khác nữa ấy, là ở những chiếc bàn phím mà có kích thước nhỏ thì một số nhà sản xuất họ sẽ làm các dãy phím sát vào nhau. Nhưng mà ở chiếc bàn phím này thì các bạn có thể thấy là hàng phím F được tách biệt rất là rõ ràng. Các phím chức năng ở phía bên này cũng được tách ra, sẽ dễ cho các bạn lúc bấm phím hơn, ít bị bấm nhầm hơn so với các dòng khác như là ACR84 hay là 3084B của Akko. Cái điểm mà hút mắt mình ngay từ lần đầu nhìn vào chiếc bàn phím này là cái núm điều chỉnh này. Nó có khả năng điều chỉnh âm lượng và còn chỉnh cả đèn LED nữa. Nút thì được làm bằng kim loại nha mọi người. Ngoài những chức năng trên thì mình thấy nó còn là một cái điểm nhấn đặc biệt và làm cho chiếc bàn phím này có vẻ khác biệt so với rất nhiều dòng phím cơ trên thị trường phím cơ phong phú như hiện nay. Hiện tại thì dòng BC75B này có 3 phiên bản cho các bạn lựa chọn. Blue on White là cái này, Black and Silver và một phiên bản đặc biệt của năm 2022 có sự thay đổi nhất về ngoại hình là Year of Tiger. Để cho chúng ta, những người bỏ tiền ra mua bàn phím cơ cảm thấy đáng tiền thì Akko đã không làm cái phần vỏ này bằng nhựa ABS mà thay bằng một chất liệu cao cấp hơn là polycarbonate. Chất liệu này thì sẽ thường xuất hiện ở những dòng phím cao cấp của Akko. Nó có khả năng xuyên LED khá tốt cho nên là các bạn có thể nhìn thấy LED ở cả các mặt của bàn phím. Tuy nhiên so với BBT thì nó vẫn không bằng nha. Mình vẫn thích BBT hơn một chút. Mình nghe có một số bạn nhận xét là cái chất build của chiếc bàn phím này ở mức ổn chứ không phải là quá tốt. Nhưng sau khi mình sử dụng thì lại thấy hoàn toàn ngược lại. Chất build của em này rất là chắc chắn. Ở cả mặt trước và mặt sau, khi mình ấn vào thì đều không có hiện tượng bị flex. Rất là cứng cáp. Một điểm là mình ưng ý nữa là cái khả năng xuyên LED của cái phần vỏ. Đối với những bạn mê LED và hay làm việc trong điều kiện thiếu sáng ấy, thì đây sẽ là một điểm cộng rất là lớn. Như mình đã nói lúc đầu ấy, thì Akko khá là tập trung vào cái phần keycap. Keycap được làm bằng chất liệu nhựa BBT. Tất nhiên là sẽ xịn hơn nhiều so với ABS. Ở chiếc bàn phím này thì lần này Akko đã không in các họa tiết đặc sắc theo chủ đề hay là hoa lá hẹ các thứ, mà sơn màu khá là đơn giản. Phần nền là màu trắng và phần chữ in là màu xanh dương. Nhìn đơn giản nhưng vẫn rất có tính thời trang. Hệ thống đèn LED trên chiếc bàn phím này thì khá đẹp và cũng nhiều chế độ sáng. Cộng thêm cái khả năng xuyên LED của phần vỏ cho nên là hiệu ứng ánh sáng cũng rất là ổn. Mình nghĩ là những bạn đam mê decor góc gaming sẽ rất hài lòng về hiệu ứng ánh sáng trên chiếc phím này. Còn nếu mà các bạn không thích bật LED ấy, thì cũng có thể nhấn tổ hợp phím FN cộng L để tắt nó đi. Ở phiên bản này thì Akko đã thay Switch version 2 thành xe S-Switch. Đây là một loại Switch custom do Akko phát triển. Có thể nói đây là một sự nâng cấp về Switch so với những cái phiên bản bàn phím cơ trước của hãng. Điểm khác biệt lớn nhất của hai loại Switch này là về lò xo. Biên độ lò xo của CS Switch sẽ dày hơn so với Switch version 2, cho nên là cảm giác gõ đem đến cũng sẽ khác đi. Tuy nhiên nó vẫn giữ được những cái ưu điểm của phiên bản trước như là độ đồng đều, mượt mà, cảm giác phản hồi tốt và độ bền của Switch. Chiếc phím mà mình đang cầm thì sử dụng Switch Jelly Bubble. Đây là một loại Switch thuộc dạng linear cho nên là nó sẽ khá nhẹ và không phát ra nhiều âm thanh khi mà các bạn gõ phím. Lực nhấn cũng nặng hơn một chút xíu so với những loại còn lại. Lực nhấn của cái này là 60g, còn những loại còn lại thì chỉ có 45g. Phần switch của chiếc bàn phím này có hot swap, cho nên là các bạn cũng có thể lựa chọn một loại switch mình thích để thay. Đây cũng là một tin vui cho những anh em nào thích custom lại bàn phím. Còn riêng mình thì mình thấy là cái âm thanh ban đầu của chiếc bàn phím này cũng đã đủ hay rồi. Trên chiếc bàn phím này còn có một sự hay ho mà mình nghĩ là rất nhiều bạn sẽ thích. Để giảm bớt tiếng ồn và cũng không gây ảnh hưởng cho những người xung quanh ấy, thì hãng đã lắp thêm một cái lớp foam tiêu âm và một tấm silicone switch pad ở phía bên dưới phím. Còn có thêm một tấm cây foam silicone để ngăn cách cái phần bản mạch PCB và cái phần bottom cây, với mục đích là để tạo độ đầm tay cho chiếc bàn phím và cũng tăng cường cái khả năng cách âm hơn. Còn những bạn nào mà thích nghe tiếng cạch cạch của bàn phím cơ ấy, thì có thể tháo ra và custom lại. Bây giờ thì mình sẽ cho các bạn nghe âm thanh khi gõ của chiếc bàn phím này. Với chiếc phím này thì các bạn có đến tận 3 kiểu kết nối.
Bluetooth 5.0, receiver, và nếu không muốn có độ trễ thì có thể kết nối bằng dây đầu Type-C. Theo cảm nhận của mình thì mình không đánh giá cao lắm kết nối receiver khi mà chơi game, tại vì nó có độ trễ. Còn kết nối Bluetooth thì có thể tương thích với cả Windows và macOS. Để điều chỉnh các chế độ kết nối thì các bạn có thể lật ra ở mặt sau phím và điều chỉnh bằng cái nút gạt này. Còn nếu muốn kết nối cùng lúc 3 thiết bị thì cũng có thể chuyển đổi bằng cách nhấn tổ hợp phím FN cộng 1, 2, 3. Còn để bắt kịp thời đại 4.0, cái gì cũng điều chỉnh bằng phần mềm như hiện nay thì Acco có cho chúng ta phần mềm Acco Cloud để các bạn điều chỉnh keymap và LED RGB của bàn phím. Còn có thêm tính năng macro để các bạn có thể thoải mái hơn khi mà chơi game. Nếu các bạn đang cần tìm một chiếc bàn phím đẹp, bền, tiện lợi thì mình thấy là em phím này có thể đáp ứng được cả 3 tiêu chí này. Thiết kế đơn giản nhưng mà cũng rất thời trang, chất liệu cấu tạo tốt và trang bị nhiều tính năng hỗ trợ cho người dùng. Nói chung là mình thấy rất đáng mua. Nếu các bạn quan tâm thì đường link của sản phẩm mình sẽ đặt ở phần mô tả, hoặc là các bạn có thể đến Mega Technology để được trải nghiệm chất lượng thực tế. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nếu thích video thì hãy ấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh của chúng mình được phát triển hơn nha.